Quyền ơi Quyền. Ê, như đã nghe nói rồi, thi không có mặc áo. Áo Vũ hả? Nghi án, nghi án, cắt tỉa lộ mẹ. Lấy cho mẹ chai nước suối với lại chai xì ti đi. Cười quá trời luôn kìa. Trời. Nghi án, cắt tỉa lộ mẹ. Ô, giỡn. Làm sao mà hôm nay lá họ chết cơm luôn. Trời ơi, bình tĩnh một cục. À, trên hay trên? Rồi đây cho mẹ đi chạy cho ta. Cái ca đi, cái ca. Nè đây cho ông Trinh nè giùm. Cạc TV nó thấy nóng kìa. Mắt luôn rồi. Để cha cha. Mù mắt lộ hàng luôn á. Thấy nóng. Chết bà chưa gần 1000 người rồi. Lộ nút. Lộ nhũ ra rồi. 1000 người cởi áo ra luôn. 1000 người đi. 1000 người đi tôi lỏ luôn. Ba ba ba. Thuộc thiệt luôn, cái ông áo kênh lá hồi kênh trời vô chết luôn á. Trời lên 918 rồi kìa. 1k rồi. Không, 1k sẽ cởi. 1k đi, cởi cởi dưới cởi lên. Sao không cởi mà kêu tôi cởi. Cho mẹ mình cảm ơn con. Con ăn bánh không? Con ma con ăn chưa? Con ăn chú Quyền mới đem vô đó. Nè, vị quan Huệ Tây nè. Người ta cho này mấy tháng không mấy em gì hả? Ghé có gì chờ. Ra đây chị bọc. Tì tì. Một ca đây bạn, một ca đây Sài Gòn Go sẽ show hàng cho các bạn xem. À, nhà người xem ra cái vui vui. Dĩ qua dĩ qua vậy. Nước ấm mới tốt. Rồi mưa làm nước đông, nước ấm mới tốt. Nước ấm, nước ấm. Đâu có gà. Gà gà. Chỉ có 5 sợi thôi. Nhưng mà nước ấm mới tốt. 5 sợi là nếu 5 sợi là bỏ nhiều là nó hạ huyết áp đó. Nhiều hạt nó không ra một vàng đâu. Gà ra chặt chặt luôn. Nước tại vì chị Hy làm mấy lần rồi? Làm nhiều lần rồi. Không, anh bỏ nước lạnh đó, anh xịt 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 chút là nó ra. Chút xíu thôi à, cái này nước. Mày hãm vô trà. À vậy, có chút xíu mà ra hậu á, anh không lấy bánh đem ra trưng bày vậy. Nói giỡn. Chán. Nói giỡn mới lên 1000 người là kìa. Một ca đâu kìa. Một ca rồi. Một ca rồi. Một ca mẹ rồi. Một ca rồi đúng không? Sao vậy? Ở dưới kéo lên. Ở dưới lột lên. Chết rồi. Chết rồi. Mọi người ơi. Chết rồi. Mọi người ơi, cắt đi lột đồ mọi người. Mình giữ bình tĩnh đi, chỉ là cửa chuồng thôi mà. Chỉ là cửa chuồng thôi mà. Mình nhảy ầm ầm luôn kìa. Ủa chỉ là cửa chuồng thôi, mọi người làm gì quá vậy? Nói là phải làm. Cửa chuồng nó qua liền luôn. Nói là phải làm. Cửa chuồng là YouTube khác qua lại liền. Cái đồ mắm vô. Ủa chỉ là cửa quần cái áo thôi, làm gì quá đáng vậy? Mẹ có người kêu lẹ lẹ đi kìa. Ăn trái phải bánh trái đâu mà vô. Nói là phải làm. Nói là làm. Quê 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 che camera lả luôn. Má khỏi khỏi lậu. Mọi người. Quê 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 quê. Mẹ bị chặt ngang cái lỗ bự. Cái này cái gì vậy? Bỏ cái gì ra là cái mẹ cỡ nhiêu quá. Thuốc vitamin tổng hợp cho phụ nữ. Có ai vậy? Đây là con mẹ cho người ta con kìa, nhanh đi chị ơi, con người ta đổ bỡ ngỡ cái vườn cui á. Bà nội, bà nội. Cái này là chỉ là cái đầu thôi. Mày chưa lấy ra cái mình. Ghê 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 lẹ. 2000k. Lớn. Đó. 1000 rưỡi, 1000 rưỡi, 1000 rưỡi. 1000 mốt rồi. 1000 rưỡi đi, gửi đi. Ngày gửi đi, em cởi cho mọi người coi. Chết mẹ. Ủa sao tụi kêu còn có 100 người coi vậy? K1 mọi người ơi, ráng lên 1000 rưỡi cho các thuê sẽ show hàng cho các bạn coi nha. Bạn thôi các người đã thấy nó nè, chầm một cái đá bên phải nè. Bên trái nè. Hai bên nè. Ở dưới. Rung chuông đi. Một ca hai rồi nha. Nghe nè, ăn hết rồi về đi. Bèo neo với bạn má này, cho ăn giỏ gì đi về hết giùm đi.
Trời ơi là trời. Người ta không đề cập ở dưới mà cái đề này cười dưới hoài. Thèm thì lên lầu đi. Cho Quẩm cái vui cui. K2 rồi nha. K2 nè. Lên K2 rồi. K gửi là phải xô hàng nha. Một K gửi đi. Em cho hai cái vú cho nó nhảy đầm luôn. Trời ơi giống bị điện giật quá vậy trời. Trời ơi chết. Ông Sài còn ngô lầy quá. Tôi biết được. Bây giờ biết bao nhiêu năm trời có một người đìa tôi. Đó là Sài Gòn Go, còn là quay vú không hà. Quay cận cảnh luôn. Cận cảnh không à. Cái đồ mắm vú. Full HD không chè luôn. Nè từ từ nó ra nè, nó ra. Nó lạnh nó bị đau co lại nó đâu có ra nhiều. Ừ từ từ. Chết mẹ nó nói kìa, thấy nấm của chị Thiên đem thui. Thấy nấm chị Thiên. Đấy. Coi chị đọc comment. Quá trời luôn. Để chị coi chị đọc comment coi mấy đứa. Thấy nấm của chị Cát Thi đem thui. Lẹ, ngày gửi lẹ. Ngày gửi đi. Vô lẹ đi chứ. YouTube nó quay những cái má con đi. Không, lâu lâu có mấy cái nhỏ này chị trẻ đã lắm. Hồi nãy trẻ được sáng cái này gần trẻ không được. Xeo mạnh vào cho chị Thi cởi thấy cái vú coi. Lên K3 rồi cho bà nội. K3 rồi kìa. Chị Thi ghê quá. Dân chúng nào hứng, hào hứng, ham hở. Là gì vậy trời? Ồ kiểu đàn ông quá. Cát Thi ơi, cảm ơn em khen chị. Lẹ lẹ đi Hoàng Bùi em muốn không? Biết bao nhiêu năm trễ muốn sư mẹ chưa đã hay sao? Em còn kiếm chị nữa. Em đừng quậm vú chị. Em quậm vú chị là em đau bụng gán chịu. Sữa cô gái Hà Lan không có. Chị có sữa cô gái Hà Bá hả? Chị vú không nhận ba chật ghê. Cha mình chật không nổi. Bất dạ ghê ông vú. Vú chơi mạnh quá. Nè, vú thâm đen. Đâu hả? Nè, thâm đen nè. Thâm đen. Khép lại chị Thi, cảm ơn em. Mở ra đi chị. Chuẩn bị mở mà kêu khép chị. Ca mấy rồi chị? Ca 3 rồi. Lẹ đi chia sẻ đi mọi người. Nó coi vú như che y chang vừa cua hồn vậy chứ. Nè chị Thi ơi, mang áo vú vô. Thấy cái nấm kẻ. Che nấm chị mới đẻ, chị mang vú rồi chúng nó tức sữa nó xịt cho thùm lum. Lan ca tư kìa má. Ca tư chưa? Ca gửi là xô hàng nha. Ca gửi thì tôi xô hàng chưa? Chết bà chứ. Mua bánh tráng sao chị? Chị bé nó cũng liên quan tới câu chuyện cởi đồ này. Tôi chuẩn bị cởi đồ. Nó nói mua bánh tráng sao chị? Em ơi. Dạ, em đâm ngang không chị đau quá. Mở cái dùi cui đi cho em đi ngủ. Người ta đợi chị mở đi, người ta đi ngủ. Em muốn bôi cái dùi cui em lên ít and ít á. Video chấm ít. Video chấm ít là gì? Xét luôn hả? Trời ơi, trời. Cái gì em? Em order thức ăn cho chị. Người ta order thức ăn gì kìa? Steo mạnh. Cái gì nó nhanh quá, không coi kịp luôn á. Cá rửa cho. Cá rửa cho anh. Sao chị bán bánh tráng mà vú chị bự vậy? Không có liên quan. Trời ơi. Không, tại ăn bánh tráng vú bự, mua nhiều bánh tráng đi ăn nhiều vú bự. Trời ơi, không có liên quan. Tôi bán bánh tráng, cái vú tôi bự là chuyện cái cha tôi. Nó đâu có liên quan gì đâu sư phụ, đừng đọc kinh nữa. Trời ơi là trời. Tôi có bán với giấy sinh lục, tôi bán với bánh tráng liên quan gì cái vú bự đâu. Một ca gửi rung gớt con sò lông nha. Hello, díu to quá Thi ơi. Mông chị to quá. Ôi, quay cái mông nha. Ủa, có quay mông không vậy? Hả? Đâu có quay cái mông đâu mà. Chưa quay mông mà. Cái mông chị ngồi đó mà sao quay được. Nghe là gâu. Ơi. Nước của gâu á. Có luôn á. Có á. Nước của gâu đó. Mới quậy nè nè má. Không, nước gâu.
gâu nói chuyện xịt nước miếng quá trời à. Hèn chi đâu có cần gheo đâu. Gheo gì lắm má. Sao mọi người ơi, lòi cái cù đẳng kìa, lòi hồi nào vậy má? Chết kênh ông Sài Gòn vô luôn á. Sài Gòn vô cái nào không còn vô né né nha. Mấy rồi, mấy rồi. Trời ơi, cá tư rồi. 2k đi, 2k đi, lẹ lên 2k đi, 2k. Ôi trời ơi. Đừng để cho khán giả anh giả người ta nhớ chuyện đó. Đi vô toilet con mình luôn nha má. Cái thứ nấm ti bự quá, bịt lại. Bịt không có hết cái tai. Hello, xem không? Đóng tay mà lên. Má má, cái đâu nhét cái tay. Nhét cái tay. Coi chừng chết cơ. Chị Thi ơi, là người nổi tiếng. Bạn chị Thi có thâm đen không? Có liên quan. Chị Thi ơi, chị là người nổi tiếng. Vậy bạn chị chết mẹ Thi lên có thâm đen không? Cá rưỡi rồi. Cá rưỡi rồi. Đi. Dụ cho lên 2k luôn. Sẵn đây 2k. Rồi. Nói giống với người ta không có. 2k. Hai bà BD này cởi chuồng cho mọi người coi. Không, không, cởi chuồng thì quá, mới cởi chầm xô hàng. Còn 5k, Tuyết Nhi cởi ra. Còn một người lên 1.000, 1 triệu ca thì... Lên 1 triệu Will. 1 triệu Will. 1 triệu Will. Thì tôi kêu tất cả mấy bạn mèo bên kia ngồi cởi ra hết luôn. Mà bây giờ á, sò lâu không có tính con nữa mà mình tính ký. Ghê không? Nè bà Hậu đừng chơi bà Hậu. Không, không, bà Hậu đâu mày à. Sò đẹp bị vỡ vỏ. Sò đẹp vỡ vỏ. Bà Hậu giống như sò huyết quá lửa vậy đó. Nó ngủ. Nó làm lại nó mới ra. Nó bớt lạnh lại mới ra. Không, nó bỏ vô là nó... Cái mà thiệt á, mình bỏ vô là nó ra lẹ. Không phải. Không, có nè, cái thiệt của nó là dò dò trên tay bỏ vô là nước nó vàng liền. Nhưng mà nói, nhưng mà cái vấn đề đây nhất thứ nhất là nước lạnh bỏ vô nó sẽ co lại, nó sẽ không có tan ra. Nước ấm mới tốt. Nước ấm 1.000k là 1.500k rồi. Trời ơi. Chắc còn hơn cây bút của tôi nữa trời. Trời ơi, cây gửi thì kể đi trời. Không, đang ngồi hỗ trợ. Đó, phụ cho. Mọi người biết tại sao từ giờ em chần chờ em không dám cho mọi người coi không? Cái nấm của em nó bị thâm kim. Hồi nãy em cởi ra. Hôm bữa Sài Gòn Go quặn miếng rồi. Cho nên Sài Gòn Go giờ này sợ luôn rồi. Không, của cá thi tươi đỏ lắm nha mọi người. Mà còn cánh sen. Ờ, còn cánh sen nha mọi người, đẹp lắm nha mọi người. Ông râu nớt. Chị Thi ơi, chị môi chị Thi nhìn quyến rũ riêng như con cá chê. Ê, chị Nam nói là làm kìa. Bác hai ca vừa cui. Hai bệnh vừa cui. Tụt view mẹ rồi. Tụt view á. Việt Nam nói là làm đi nha. Ờ, không làm gì chưa, không giờ xuống xuống đi. Ờ, sao sao đi. Xuống xuống đi. Sao sao đi nha. Hãy nói dán núm lại. Xuống xuống đi là đã nói tụt view. Núm tay mèo. Ông nổ giật. Ông râu sung vậy. Râu muốn quầm tôi đó má. Bán vậy bịt vùi vui đi. Bịt vùi vui đi. Ông râu kỳ. Bán thì rung vú đi kìa. Rung. Cà rỡ nữa kìa. Cà tư rồi hả? Các Thi có lộ lip set chưa? Có lộ rồi ở Chí Hòa. Chị Thi ơi, chị quặng Tuyết Nhi chưa? Bán vậy dù vô chợ em ơi, chính tả sai bé hết trơn à. Rồi, các Thi bán hàng chất nha mọi người. Chất lượng á. À ok, cảm ơn em. Chị các Thi có làm gái không? Có. Khẳng định là có. 20k vào phòng đúng không chị? Mày á, mày á. Không đủ thiếu vào phòng. Bà đó. Có tiền gái luôn. Lẹo quá. Ủa tiếng rõ đó chứ mà tiếng quán nha mọi người. Mấy đứa này nó giỡn. 20.000 nghĩ sao bao phòng được mọi người, đâu đủ tiền trả tiền khách sạn. Không trả được là 20.000 em dẫn về nhà em luôn.
nha. Em cho mượn chiếc xe hát chạy vòng vòng chơi nữa. Chạy đi rồi đều chở em theo nữa, giả bộ anh làm người rơi cái chiếc dép Lào, bắt em xuống em lụm để đền chạy đi luôn. Chị là gái heo môi vậy? Trời ơi. Em nó không biết tôi bị đê luôn thấy không? Em nó thông minh vô trùng chưa? Chị nói thiệt với em, chị là trai thẳng nha. Gặp ra nó thật sản. Quặm bánh bèo nè chị. Thi 200k bao phòng. Quặm bánh bèo là méo mỏ má. Cổ bê đê quặm.